Trẻ bị viêm phế quản, ba mẹ đừng chủ quan. Trẻ bị viêm phế quản được điều trị đúng cách và dứt điểm sẽ sớm khỏi bệnh. Vì vậy, khi thấy con xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của bệnh, cha mẹ cần giữ ấm cơ thể trẻ. Nguyên tắc điều trị căn bệnh này là phải giữ ấm cho trẻ, giúp trẻ làm sạch các đường phế quản, nghĩa là giúp trẻ tống đàm nhớt ra khỏi cuống phổi để trẻ dễ thở hơn. Không nhất thiết là phải dùng kháng sinh, chỉ dùng khi có bằng chứng rõ là nhiễm khuẩn và điều này sẽ được bác sĩ đánh giá và cho y lệnh. Hãy cho bé uống nhiều nước ấm mỗi ngày để giúp không bị tắc nghẽn, sung huyết, vệ sinh tai mũi họng của trẻ hàng ngày bằng nước ấm hoặc dung dịch nước muối sát khuẩn 0,9%. Cho trẻ uống nhiều nước, có thể là nước hoa quả, giúp không khí trong nhà phải sạch sẽ, không bụi bẩn và không khói thuốc sẽ tránh cho bé cảm giác khó chịu. Đề phòng viêm nhiễm đường hô hấp, nếu trẻ sốt dưới 38,5 độ trường ấm cho trẻ để nhanh hạ nhiệt. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên thì cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ, chỉ uống thuốc kháng sinh khi được thầy thuốc chỉ định. Bác sĩ có thể kê lại thuốc làm loãng đờm và trẻ sẽ phải được cho uống nhiều nước. Ở trẻ quá nhỏ, phản xạ ho không nhiều hoặc động tác ho yếu, không đủ để tống đàm ra thì dễ đưa đến nghẹt đờm, cần phải đưa bé đi tập vật lý trị liệu hô hấp hoặc đi hút đàm nhớt. Như vậy, cần nhắc lại là phụ huynh không nên tự ý cho uống thuốc chống ho khi thấy con mình ho quá nhiều. Nếu ho giúp bé tống hết đờm ra ngoài thì hoàn toàn lại là việc rất hữu ích, nó sẽ giúp bé mau chóng bình phục hơn. Kiện Phế Vương, hỗ trợ thanh phế, giảm ho, giảm đờm, đau rát họng. Hotline 1900 636 891. Website dongyquangminh.vn.